Cô Đông Phi xin chào các bạn. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em bài cắt dán chữ V, bài thủ công khối lớp 3. Đây là chữ V đã được cắt sẵn. Các bạn cho cô biết chữ V này có chiều cao và chiều rộng là bao nhiêu. À, có bạn nói với cô chiều cao của chữ V là 5, chiều rộng là 3. Đúng rồi đó các em. Để cắt được chữ V này, chúng ta sẽ chuẩn bị một hình chữ nhật có kích thước là dài là 5 và rộng là 3. Đây là những chữ mà cô đã trang trí. Các bạn xem nha. Rồi đây, ngoài chữ V, chúng ta còn có thể áp dụng những chữ đã học để trang trí thành một bài cho nó thêm sinh động. Ví dụ như vi vút, TV, chữ vui. Sau khi xem xong clip này, cô mong rằng các em sẽ thực hiện được bài cắt dán chữ V và có phần sáng tạo thêm. Để thực hiện được bài này, các bạn cần chuẩn bị một quyển sách thủ công khối lớp 3, kéo, hồ, thước, bút chì, bút lông, màu để chúng ta trang trí, giấy màu, chúng ta có sự sử dụng giấy màu mềm hoặc là giấy màu có dán keo đều được. Đây là cái phần giấy mà cô đã chuẩn bị sẵn, 3 ô 5 ô ha. Cô làm lớn để cho các bạn dễ nhìn nha. Đây là cái phần giấy đã được chuẩn bị sẵn. Để dán bài, các bạn chuẩn bị giấy tập hoặc là giấy A4. Sau khi xem xong clip này, cô mong rằng các bạn sẽ được thực hiện được bài cắt dán chữ V và có phần sáng tạo thêm. Bài chữ V thực hiện qua quy trình sau. Thứ nhất là chúng ta chuẩn bị giấy. Thứ hai là chúng ta kẻ. Bước ba là chúng ta cắt. Và bước thứ tư là chúng ta dán. Bây giờ các bạn cùng thực hiện với cô nhé. Rồi bây giờ các bạn coi là chữ V. Chữ V này bạn xem chúng ta có thể gấp đôi được hay không. À, có bạn nói với cô là chúng ta có thể gấp đôi. Như vậy chúng ta có hai cách để thực hiện. Cách thứ nhất là chúng ta vẽ nguyên chữ. Đây, chúng ta chuẩn bị một tờ giấy vẽ nguyên chữ. Cách thứ hai là chúng ta gấp đôi. À, bây giờ các bạn cùng thực hiện nha. Các bạn chuẩn bị thước, bút lông, à, vẽ cho nó rõ nha các bạn nha. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ nhìn chữ V. À, đầu tiên từ bên phải chúng ta cắt qua bên trái một ô ở hàng dưới. Đây, từ phải cắt qua trái một ô. Rồi ở hàng trên chúng ta ngay sát mép này các bạn. Đây, chúng ta sẽ ngay sát mép vậy. Rồi các bạn sẽ nối. Rồi, bước tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện từ bên trái cắt qua bên phải một ô hàng dưới. Trái cắt phải một ô hàng dưới. Tương tự ở trên ngay sát mép các bạn. Đây, ngay sát mép. Rồi, chúng ta dùng thước chúng ta nối. Bước tiếp theo là chúng ta cắt từ phải cắt qua trái một ô hàng trên. Từ phải cắt qua trái một ô hàng trên. Tương tự từ trái cắt qua phải một ô hàng trên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái điểm giữa này nè các bạn nha. Chúng ta làm như sau. Đây, chúng ta đếm. Đây, các bạn thấy đây, chúng ta lấy điểm giữa nè. 0 1 2 nha. Vị trí này là 2 ô rồi. Đây, 2 ô. Rồi chúng ta nối từ trên, chúng ta nối xuống như thế này nha. Tương tự bên trái chúng ta nối. Rồi, như vậy là chữ V, nguyên chữ chúng ta đã thực hiện. Đây, các bạn xem. Nha, rồi. Bước tiếp theo, cô sẽ thực hiện chữ V gấp đôi. Nha, việc đầu tiên là các bạn gấp đôi như thế này. Rồi, bây giờ bạn coi. Nếu chữ V gấp đôi thì chúng ta chỉ thực hiện nửa công việc của chữ V nguyên chữ thôi. Nha, chúng ta chỉ làm hai đường thôi các bạn. Rồi, bắt đầu chúng ta làm nha. Hàng dưới từ phải cắt qua trái một ô. Đây, để chúng ta có được cái vị trí này. Hàng trên ngay sát mép nha, để chúng ta có cái vị trí này các bạn. Rồi sau đó chúng ta nối nha. Đây, các bạn nối. Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện tiếp cái đường còn lại ở đây. Thì các bạn cắt nè, từ phải các bạn cắt qua trái một ô, được không? Rồi cái đường ngay chỗ vị trí giữa này, các bạn thấy nè, đối với phần gấp đôi nó dễ hơn. Các bạn đã có đường gấp đôi rồi, các bạn chỉ đếm thôi. 0, 1, 2. Đây, các bạn đếm ngay chỗ vị trí 2 này.
ha, đây vị trí 2 này nè, cùng với đây nè bạn. Ha, cô bạn. Đây các bạn thấy hai cái đường này nữa. Ha, đây là điểm giữa của cái phần này. Ha, đây là vị trí 2 ô. Rồi các bạn dùng thước các bạn nối như vậy. Như vậy là chúng ta thấy cái chữ V gấp đôi rất là đơn giản. Làm rất là đơn giản và các bạn thấy là nó dễ thực hiện hơn chữ V nguyên chữ. Nhưng mà các bạn chú ý, nếu như các bạn vẽ đều thì nó sẽ đẹp. Còn nếu như các bạn vẽ hơi nhỏ là coi như hai cái chữ nó ốm nhách luôn, nó sẽ không được đẹp. Cho nên chúng ta cần chú ý nha. Rồi, đây là cách vẽ của chữ V gấp đôi. Rồi, bước tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện cách cắt nha. Rồi, giờ bạn coi xem nha, cô sử dụng nha bút khác. Hồi nãy chúng ta vẽ nguyên chữ kẻ đường nào trước thì bây giờ chúng ta sẽ cắt đường đó trước nha. Chúng ta kẻ đường này trước đúng không, bên tay phải. Rồi các bạn đi theo hướng mũi tên đi xuống như vậy cho con. Rồi bước tiếp theo bên tay trái nha, các bạn cũng thực hiện từ trên xuống. Rồi bước tiếp theo đường thứ ba chúng ta thực hiện từ trên xuống nè, ở giữa các bạn ha. Các bạn nhớ chú ý là chúng ta kéo qua luôn một chút này ha, cắt qua luôn cái điểm mà chúng ta lấy dấu điểm giữa nha. Đây bước thứ tư là chúng ta đi đường còn lại và lúc này chúng ta chỉ cắt đúng lên vị trí này thôi nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng thực hiện cách cắt nha. Rồi giờ bạn coi nè nha, cô để này nha. Đây bước thứ nhất, rồi đường thứ nhất, đường thứ hai nha, đường thứ ba. Các bạn nhớ ở đường này qua luôn một chút xíu nha bạn nha. Đây, bạn nhớ các bạn đi qua luôn nha. Rồi, bước thứ tư và ở đường này chúng ta chỉ cần cắt đúng vị trí thôi, không cần cắt qua nữa. Đây, ha, để bạn nhớ đây ha. Như vậy là chúng ta ra được chữ V nguyên chữ. Rồi, bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện chữ V gấp đôi nha. Chúng ta sẽ vẽ, đây là chúng ta vẽ đường này trước đúng không các bạn. Rồi thì giờ chúng ta sẽ cắt đường này trước. Và các bạn thấy rằng đối với chữ V gấp đôi nha, đường tiếp theo chúng ta cắt. Đây. Rồi giờ các bạn cùng thực hiện với cô nha. Sau khi thực hiện này thì cô sẽ có, à đây là chữ V mà cô vừa mới cắt xong, chữ V gấp đôi. Sau khi thực hiện chữ V xong, các bạn có thể phối hợp với những chữ đã học để các bạn có thể thực hiện những bài trên bảng như thế này nha. Bây giờ cô sẽ phối hợp thực hiện bài chữ TV nha, để cho các bạn xem. Chữ Y và chữ Tờ chúng ta đã học ở bài chữ Y Tờ rồi, cho nên cô không nhắc lại nha. Nha, bây giờ cái chữ là cô đã cắt xong rồi, bây giờ các bạn sẽ thực hiện là cô sẽ thực hiện cách dán cho bạn xem nha. Rồi bây giờ này, để thực hiện này chúng ta chuẩn bị nha. Tờ Y nha, T V Y V nha. Bây giờ các bạn coi thực hiện và cái dấu chữ Y. Giả sử đây là cái tờ giấy dán bài của cô nha, thì việc đầu tiên các bạn đã học rồi, đầu tiên chúng ta sẽ kẻ nha. Bây giờ đầu tiên là chúng ta ướm trước ha, cái chữ coi nó nằm ở khoảng nào. Rồi giờ chúng ta sẽ cắt nè, từ dưới các bạn cắt lên 3 ô tùy theo tờ giấy của mình nha các bạn nha. Rồi đây cô cắt lên 3 ô để cô kẻ nè. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ ướm con chữ, các bạn coi T V nha, các bạn ướm. Tờ cách Y là 1 ô, T cách V là 2 ô nha. Rồi các bạn sẽ có cái dấu chấm Y. Cái dấu chấm Y này cách cái chữ Y là nửa ô như thế này nha các bạn nha. Nha, đây cũng vậy, cách nửa ô. Rồi được chưa? Rồi, sau khi ướm xong như thế này rồi thì các bạn sẽ lấy dấu và chúng ta dán nha. Các bạn sẽ lấy dấu để các bạn dán nha. Đây các bạn lấy dấu ha, và bắt đầu cô sẽ dán. Thì đây là cái chữ TV mà cô vừa mới dán xong. Rồi đây là chữ TV cô dán lớn cho bạn xem.
Còn đây là cái phần chữ TV mà cái kích thước của các bạn. Đây, đây là kích thước của các bạn dán như thế này. Được chưa? Đây là kích thước của các bạn dán cỡ này. Được chưa? Rồi, bây giờ cô sẽ tiếp tục để cho bài nó thêm sinh động thì cô sẽ trang trí. À, bây giờ cô trang trí cái tiểu TV này như thế nào nha. Rồi các bạn xem cô thực hiện nha. Thì đây là cái phần trang trí ha, cô thực hiện cho bạn xem nha. Còn các bạn thích tô màu kiểu gì thì các bạn sẽ thực hiện. Phần tiêu chí đánh giá của bài chữ vờ. Chữ vờ này các bạn, về phần tiêu chí đánh giá thì chúng ta khi cắt chữ vờ thì chúng ta phải cắt đúng cỡ chữ, bao 5 ô, bề dày con chữ là 1 ô. Và nếu như chúng ta có phần trang trí thì chúng ta phải phối hợp. Đây, chúng ta phải phối hợp khoảng cách con chữ trong một chữ, khoảng cách giữa chữ này và chữ nọ cho đúng thì bài làm chúng ta mới đạt kết quả cao ha. Nhớ là cắt đường phải cắt thẳng ha, thì bài của chúng ta mới được đẹp. Bài làm đến đây đã kết thúc. Sau khi xem xong clip này, các bạn có thể nhờ ba mẹ chụp hình gửi Zalo cho cô theo số hiển thị trên màn hình. Cô mong rằng các bạn sẽ thực hiện tốt bài làm này. Bài làm đến đây đã kết thúc. Xin thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.